không hỏi nên mới an nhiên. Hạnh phúc ở cuối con đường, không quá xa cũng chẳng quá gần. Nhưng nếu cuộc đời cứ sống trong phiền não, lòng cứ mãi như sóng cuộn bão tố, nhấp nhô không chút ngừng nghỉ, đắm chìm trong u sầu thời gian, thì cho dù có cố gắng bước đi thế nào đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ đến đích. Cuộc sống xưa nay chưa từng dễ dàng với bất kỳ ai. Nó luôn đi kèm với những nhấp nhô và thách thức. Rất nhiều người đều bị hủy hoại bởi phiền não của chính mình. Vậy làm thế nào đột phá bản thân cùng những quan niệm cố hữu? Người thông minh sẽ hiểu được cách điều hòa nội tâm của mình, không bị những sự tình bên ngoài ảnh hưởng, coi nhẹ ưu sầu của thế gian, nội tâm tự nhiên bình yên phẳng lặng. Thứ nhất, người trưởng thành không hỏi về quá khứ. Người thực sự trưởng thành sẽ không để cho quá khứ chiếm cứ hiện tại. Cho dù quá khứ có khó chịu đến đâu cũng đã trở thành chuyện xưa, chi bằng dừng chân ở hiện tại, buông bỏ những chấp niệm vô nghĩa, sống tốt mỗi phút mỗi giây. Quá khứ của bạn có lẽ có rất nhiều chuyện thương tâm, nhưng nói cho cùng những chuyện đó đều đã qua. Bất kể là bạn để ý nhiều hay ít đều không thể thay đổi được. Chỉ bằng để cho tâm tình của mình được hưởng chút ánh nắng ấm áp, để thời gian lưu lại những khoảnh khắc đã qua. Kỳ thực rất nhiều thứ chỉ cần bạn muốn buông xuống liền có thể buông được. Chỉ có buông bỏ thống khổ mới có thể nắm lấy được hạnh phúc. Từ nay về sau, học cách bỏ qua cho chính mình, không vì chút vụn vặt mà thút thít nỉ non, cũng không vì một người, một sự tình không đáng mà giày vò bản thân mình. Người muốn rời đi thì hãy cứ để họ đi. Thứ gì không thuộc về mình thì cũng không cần cố lấy. Sống thanh thản, thoải mái mới là phương thức yêu bản thân mình tốt nhất. Thứ hai, người nỗ lực không hỏi hiện tại. Có lẽ tình cảnh hiện tại của bạn đang không được như ý. Mỗi ngày đều rất mệt mỏi, rất mờ mịt. Nhưng tuyệt đối không nên vì vậy mà hoài nghi mình, thậm chí cam chịu. Nếu như bạn cũng từ bỏ mình, vậy người khác càng không có lý do để coi trọng bạn. Là vàng ắt sẽ phát sáng, cơ hội vĩnh viễn lưu lại cho người có sự chuẩn bị. Những người này chính là hiểu rõ bản thân mình cần gì, vĩnh viễn sẽ không bị ràng buộc trong trạng thái hiện tại. Dù cho hiện tại trôi qua không như ý cũng sẽ không hối hận, dù cho hiện tại có đắc ý cũng sẽ không kiêu ngạo tự mãn, buông lỏng yêu cầu đối với chính mình. Làm tốt một chuyện đơn giản cũng chính là không đơn giản, làm tốt một chuyện bình thường cũng chính là không tầm thường. Hiện tại có thể có rất nhiều sự tình khiến bạn khổ sở, nhưng nếu sau này quay đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra cái đó cũng không phải là chuyện gì đáng kể. Thời gian sẽ là liều thuốc hay trị hết thảy những mềm yếu bồng bột, để tương lai sẽ trở nên vững vàng. Thứ ba, người rộng lượng không hỏi tương lai. Có người từng nói, con nít và người già khi cười đều rất hồn nhiên. Con nít là bởi vì mới bắt đầu một kiếp nhân sinh, tâm không tích trữ điều gì. Người già là bởi vì nhìn thấu nhân sinh nên tâm không còn chỗ nào trở ngại. Kỳ thực nếu ai cũng có được tâm thái này thì cuộc sống sẽ trôi qua rất an vui. Con người vốn không có phiền não, chỉ là khi dục vọng quá nhiều liền biến thành phiền não. Rất nhiều người đều vì những chuyện chưa phát sinh trong tương lai
mà cảm thấy sầu lo. Như vậy chính là tự tìm phiền não cho mình. Hết thảy mọi chuyện đều có câu trả lời của nó, chỉ là thời gian còn chưa tới, bạn mới không biết giải đáp như thế nào. Mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần cố gắng hết mình, không thẹn với tâm, như vậy là tốt rồi. Cuộc sống đơn giản, tâm hồn thanh cao, chính là cảnh giới tối cao của nhân sinh. Tâm tình là một con sông, tâm tình tốt hay xấu quyết định ở chỗ chiều sâu của nó. Nếu tâm lượng quá nhỏ, một sợi lông gà cũng có thể kích thích bọt nước, khiến cho mình bực bội không thôi. Tâm độ lượng khó khăn lớn tới cỡ nào cũng có thể tâm bình khí hòa, bình yên đối đãi hết thảy. Quá khứ không cần tiếc nuối, hiện tại trân quý bội phần, tương lai không cần sầu lo. Không hỏi tương lai không đồng nghĩa với cam chịu. Tương lai còn chưa tới, mang theo rất nhiều nhân tố không xác định. Người trí tuệ chính là sống tự do tự tại trong cảnh giới của chính mình. Thứ tư, mọi chuyện không hỏi đúng sai, chỉ cần không thẹn với lòng. Mỗi người sinh ra trên đời chính là một cá thể độc lập, không thể nào tìm thấy hai người có đặc điểm giống hệt như nhau. Cũng là con mắt nhưng khác nhau cách nhìn, cũng là cái miệng nhưng lại không giống nhau về cách nói. Bạn có tư tưởng của bạn, tôi có nguyên tắc của tôi. Bạn có cái nhìn của bạn, tôi cũng có quan điểm của riêng tôi. Chỉ cần không thẹn với lương tâm thì sợ gì người khác bàn luận. Thứ năm, cuộc sống không hỏi kết quả, chỉ hỏi nỗ lực bao nhiêu. Cuộc sống cần dũng cảm tiến tới, mặc kệ bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu khó khăn mệt mỏi, đều cần phải kiên cường đối mặt. Bạn cố gắng mới có thể có thu hoạch được thành quả, không cố gắng cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Mong rằng cuộc đời của mỗi người không phải lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào. Những ngày tháng về sau sẽ ngày càng vui vẻ, thoải mái. Đừng chán nhé. Đừng chán nhé, dấu yêu ơi, đừng chán. Đừng cho đời là nhạt nhẽo buông xuôi. Ngước nhìn quanh, còn đâu đó nụ cười, còn những nụ vui tươi trong đời sống. Đừng chán nản, đừng ngã lòng thất vọng. Tựa vai anh, cùng gắng sức đi lên. Đọc thơ em, anh nhất quyết vững bền. Khuyến khích mãi, dìu nhau cùng tới đích. Đúng, cuộc đời có rất nhiều chướng nghịch, và cuộc tình cũng đầy rẫy treo leo. Phải vững tâm vượt qua khổ nghèo, phải hợp ý, bền tâm, không chán nản. Đừng chán ngán vì có anh là bạn, hay người tình, hay tri kỷ thân sơ, hay người dưng, hay bạn hữu chàng thơ. Em chán nản, mời xuống sông mơ tắm. Có đôi lúc anh cũng buồn ghê lắm, muốn buông lời thất vọng đến bi thương. Nhưng làm sao có thể được người thương, vì gian khó là lò nung ý chí. Cố gắng nhé, người thương yêu tri kỷ, thép đã tôi như thế đấy cổ kim. Cố gắng lên, rèn luyện cả trái tim, mặc nước mắt